mày thấy lạ không? Mày thấy quen quá, tao là lạ quá lạ. Cái nhà của vua Hà Quay hồi trước ở đây đó, đó nhà ông đó, rồi cái nhà đi bà Hoàng hậu rồi, tức là mẹ của ông đó, đây này đó bên này ông thấy kiến trúc mấy Hà Quay xây hồi xưa cũng cũng tiên tiến lắm chứ đâu ấy đâu. Coi như tôi quay là tôi nói đây là hướng dẫn viên được không? Đây đó vua Hà Quay đó, đó cái ông vua Hà Quay đó. À đây cái tượng là đây là hồi đó cũng tính đi chỗ này này, Isolate gì này. Tính như chạy hết xăng rồi về hả? Sáng anh đổ đầy bình xăng rồi chắc tính là chạy đi nha. Đây đó cái đi hội thành phố này, hội lưu này không? Mấy cái chỗ này là nó mới build lên hết á, chứ không có build nhiều lắm. À, chỉ có giới thiệu ông tao cái tới chỗ nào giới thiệu ông tao. Không có mày tao đi bộ mệt nghỉ. Chỗ đây là nên chấm ăn đồ đây hả? Chấm hết rồi mấy cái đó đi qua cái tượng gì đó tượng vua đó tượng vua đó xem bớt nè anh để chỗ viện đó thì bớt đấy. Rồi viện bảo tàng quân đội nữa tao chấm hết rồi à, quân đội đang ngoài kia quân đội đang ngoài kia ngoài kia gần ngoài kia chấm rồi đây nó rộng lớn không anh nên không được nhỏ gì? nhỏ lắm đảo nhỏ lắm sao nó bằng được San Jose được mà đây có hôm lép đâu kia sẽ đạp cái đó đây giấy xe đạp á ừ tôi mướn xe đạp á đây em thấy không đây phải có cái số nó mới đi được nha xe 40 nó đi phía Bắc đảo á ở bên phải anh nó có một cái thác nước nhỏ nhỏ trước mặt anh có cái thác nước nhỏ nhỏ rồi tới chỗ nào mày cho tao biết cái chỗ đó là cái gì luôn cái khu mấy cái khu này nó mới nó build lên hết đẹp lắm trước đây nó để hồi đó sang nó thô sơ lắm nhưng không có nhiều đâu. Ai giờ đây người ta nói có hướng dẫn viên tiến ở bên này. Đây là mấy cái dealer đó, Lexus thì kia nó nằm đầy cái này đó. Nhà mình tính là không có dọn đi chỗ khác à? Thôi bây giờ lớn tuổi rồi đâu có đi đi ấy nữa. Bây giờ mày dọn đi á, tức là mày làm lại từ đầu, thấy không? Làm lại từ đầu hết, bắt đầu từ zero rồi đi. Hết. Nhưng mà nhớ khi nào trúng số kêu tao nha. Kên càng ngày mấy ngày tiến thất nghiệp. BMW này, BMW rồi này. Mercedes thấy không? Đấy cái dealer đó. Nhiều lắm. Này, Audi này thấy không? Nè. Quá trời. Audi không à. Jaguar đi Jaguar. Land Rover đủ thứ hết á. Cái này nó mới xây mới build á. Tiếp đãi mà bạn thân sống thêm 20 năm nữa đó mày. Cộng thêm 20 năm nữa. Đó. Biết sao mấy cái ông cán bộ đỏ Việt Nam á chẳng đi nhiều lắm đó mua những nhà như vậy này đó không rẻ tiền đâu nha mấy triệu á chứ không ít đâu mấy cái bạc mất trên này này mắc lắm Ocean View ê, đang xây rồi mày theo view đó nó xây quá trời cái này đang xây rồi đó nó xây quá trời
mà nó chưa xây xong rồi coi như đã hết rồi, hết chỗ luôn. Nhớ nha, đừng có chửi thề nha. Vô trong này Ferrari nè, Ferrari nè, bánh là xe à, thứ dữ không. Bây giờ mày vẫn khỏe chứ hả? Ai? Mày á? Ờ, vẫn khỏe cũng được. Rồi 7-800 giờ mày cũng còn trả dài dài không? Ừ. Gần hết rồi chứ không mà mày. Chứ mấy năm hả? Con nó phụ có trả. Đây thì cái khu này Nhật nó ở nhiều lắm rồi này, khu Nhật. Nhưng không. Hawaii là bên. Coi như là cái này là đi vòng vòng đào thao đây không tiếng? Không, cái này ra ngoài cũng quay kia nè, chứ đây, đây. Hết đào thao rồi, đào thao mấy đó. Giờ nó là cái khu gì đây? Khu này khu du lịch dành cho khách du lịch ở đây này hả nhá. Đó, mà vô cái đường cái ngoài là nó đó. Nhưng mà đi đâu cũng dành cho tao ngày ra biển nha mày. Rồi, ra rồi, biển, rồi. Ra vòng vòng biển. Ừ. Tại đi Hawaii mà không ra biển uổng lắm. Mày đến mùng mấy vậy? Thì mùng 9. Mùng 9 là mà mấy giờ? 9 và tới 10 giờ 4 mấy đâu. 45 sáng hả? 45 tối. Ồ, khỏe rồi. Mày hiện giờ có phải uống thuốc gì không? À, không, chỉ áo huyết thôi, áo huyết. Ồ, áo huyết mày bớt ăn mặn đi là nó hết rồi. Ăn mặn với đi bộ. Cái này đi bay đi vô khu quay kia này, quay kia, khu này là dành cho khách du lịch ở đây rồi chứ, toàn bộ trong này khu này luôn. BBK đó, xe lại xe BBK đó. Đó, mình tụi mày mướn đi xa đi chạy bộ đó. Nè, bên trái. Cái này nó có len kỳ á, cái này nè. Cái này khu toàn là khu condo khách sạn không à? Đây là condo này, khách sạn luôn. Condo là để cho mấy thầy chú ở mấy cái nó mua apartment á, những tháng lạnh á là nó ở phải không? Cái hotel đó nó xây rồi, đang build mấy cái này. Ông Trâm hôm qua hôm kia đó, ông ấy này, ông ở cái khách sạn này này. Đi cá tình đó. Cái này của đám New York nó xây đó. Ông có phải lính chưa không? Cái gì? Trâm nhờ. Trâm đâu phải lính. Trẻ hả? Trâm đâu phải lính. Ông này cũng lớn, sẵn phòng 60-70 rồi nhưng đúng. Đó, theo đám New York nó xây đó. Nên nó bán cho mấy cái đại gia không đó.
trước hay ra hồi ra ngoài kia hồi ra ngoài này nó vắng lắm, nó mà đâu có xây như vậy đâu, vắng lắm, vắng người. Anh Tiến ở đây là hai mấy năm? Từ năm 90, đầu năm 94 ra đây rồi. Cái người bốn xô của Tiến ở đây rồi không? À, Tiến ở đây. Để mấy tiệm này bán đồ Việt Nam này, bán là hàng đồ Việt Nam đưa Việt Nam qua không rồi nó bán nó lời tiếp luôn. Bà sao được mấy năm rồi bà mất? Lúc mười mấy năm rồi. Gì hả? Hình như lúc tao sang rồi hình như là bà ấy mất rồi phải không? Hay sao? Tiến sang rồi mà bà chưa mất. Mất có chừng năm nào? Lúc đó con em lớn rồi. Ờ. Đây khu chợ quốc tế đây này đó, đang đây này. Chợ quốc tế. Cái đám ở New York nó sang đi đùng lắm này, New York không ấy nha. Cái hát em sang, New York này. Sang định cư luôn đó hả? Ờ, nó bán luôn đó, muốn nó mua đây mà. Vậy mà ở đây lâu mà không mua được căn nào. Trời ơi, đây còn nói rồi, đây đất này đất kim cương chứ không phải đất vàng đó nha. Nghe đi chợ quốc tế này đó, nếu mới xây này, mới build đó, đó. Đây đây International Market Plaza à. Ờ đó đó đó. Rồi, lúc nào rảnh rảnh thì đi ra với biển cho mà ghé đây vô. Nghe theo taxi làm đầy nghe theo rất là ế lắm, taxi là ế lắm nhưng mà là Uber lấy hết mã rồi nha. Xếp hàng hai ba cái sân đó đúng không, cái tên này đầy ngấp hết á. Mà ngày như vậy sao có người ta từ sáng tới chiều 18, 19, 20 tiếng á mà có được 2-3 lốt à, 2-3 cuốc á. Vậy mà, vậy là mày nghĩ là đúng rồi sao, là đủ sao đủ sớm vậy là mày nghĩ là đúng rồi hả? Đây này cái này bờ biển, bãi biển Waikiki đó, Nhật nó tắm nó nằm đầy ấy này. Như vậy là sở thú nằm đâu đám kia không? Đây, sở thú đó dưới, sở thú dưới. Sở thú không có gì hết không? Không có gì hết. Sở thú này nhỏ lắm, chút xíu à. Chứ đây cái bãi biển ngoài kia này, còn dưới kia là Alamona. Đó, hồi trước ta tính là ta đi sở thú, ta đi bộ dòng lên đây hết bờ biển hết đó. Bữa nào mà bữa nào đi vòng vòng đây cho nó tan mỡ tiếng thấy không? Chú phải ở đây mà đi xe 13, đưa xe 13 thì đi ra tới ngoài kia, nó từ Lily Hà đi. Cái này đang đông nhá, đó chú làm đây ấy. Nhật giờ Nhật ở nhiều nhất. Trời vậy là quá hên quá, hên là mày không. Nên là mày không đi làm á. Đây sở thú nè. Đó, sở thú đó. Đây sở thú Honolulu đó. Nè không có mày ta đi mò chết mồ. Đây đó sở thú này. Bạc ra theo đó này, Honolulu hết giờ đó cái cổng vô đó. Đây ở Diamond Head á, nếu muốn đi hiking á thì Diamond Head này, ánh sáng á. Giờ giật nó đi đông như nó chạy vậy đó, bánh sáng á. Bánh sáng tại nó không có nắng lắm, đi nè, đỡ mệt. Bãi biển đó. Đây này các nhà được rất văn nghệ, văn cờ nghề đó, với các hội đoàn hay các tổ chức, các sắc dân đó, đến ngày trình diễn văn nghệ kia, ngày văn hóa kia đó. Đây, ở nhà tắm này thấy không đó, có nhiều thay đồ này, có bãi tắm này, có nhà tắm nước ngọt, tắm nước ngọt đó, đây là có tắm nước ngọt luôn đó. Nhưng cũng phải thuê chứ hả? Thuê gì? Trả tiền. Không, no. Không có gì thuê hết á, không có gì trả tiền hết á. À, biết mấy thằng mà hôm lẹt nó không có chỗ đó ở, nó vô trong đấy nó ở đó tắm rửa trong đó luôn đó. Vậy là bữa nào ta cả tiền quá tao qua ta hôm lẹt được ta. được hôm lẹt được. Ê, đây này cái aquarium này nó chỗ du khách đến để coi cá rồi này không? Đó.
Ủa tại sao homeless ở Hawaii sướng? Tại mẹ đây khu du lịch, khách du lịch ta đến đây là homeless nó cũng sướng rồi. Biết nó sao không? Bây giờ sắp sửa tới cái mùa lạnh này đó là mấy cái tiểu bang kia họ mua vé cho mấy homeless nó sang này, nó ở bên này nè. Ủa sướng vậy hả? Ừ, mấy kia nó đẩy đi mà. Mua con quê hay không? Con quê thôi, đúng rồi. Nghe đi không trở về. Hay là khách sạn ở bờ biển, on the beach này, đó, mấy khách sạn này. Khách sạn này mắc lắm mà, ngay biển thì dễ. Ờ, tiền không. Đẹp rồi, quá đẹp rồi. Khí hậu ở đây tháng mấy thì năm thì lạnh đây. Không, ở đây không có tháng lạnh nào hết á. Không lạnh. À, tháng nào cũng vậy hết á. Tháng nào còn 80, 87, mấy 80, 8 mấy không mà chứ. Xã bà rảnh thì đi dẫn bà đi chơi luôn. Có khi nào hồi đó anh Tiến đi taxi mà có người ta kêu anh Tiến chở đi để người ta biết không? Có chứ, đó bình thường, nói gì hết đây. San Jose nó đời sống nó đỡ lắm hả, phải không? Ờ, ok. Giờ ok rồi. Nhưng mà thôi mà. Mấy đồng giờ hả? Ừ. Ở đây này tôi thấy có mấy ông bà ở bên San Jose đó, tại vì cái thung lũng Valley á nó hơi hết hợp đồng sao á, mẹ mới bố về lay off rồi nha, nó lay off cho mẹ mới bố sang nhà chạy taxi bên này nè. Đây xăng thường bao nhiêu? Xăng thường hả? Xăng thường bây giờ nó lên trước 2 đồng mấy thôi, bây giờ đây xăng nó lên 3 đồng. Ồ vậy còn lưu sang kia sang 92 á phải tới 3 đồng mấy á. Hồi đó bên kia cũng 2 đồng mấy mấy 8 mấy giờ 3 đồng lên tới mấy chục sen. Ừ. À, kỳ nào mà ấy thu xếp nói trước ta biết đâu không? Qua sau gì chơi? Đâu có đổi giờ. Hả? Hawaii đâu có đổi giờ. Không có đổi giờ, chỉ mà lên thôi. À, giờ vậy. Cứ giờ vậy, đi sướng lắm. Là cứ ở đây Manila hình như nó đổi từ ngày mùng 5 phải không? Dạ đổi rồi. Hôm qua đó. Đúng rồi. Thứ bảy. Tối thứ bảy. Bây giờ từ Cali với đây là họ cách nhau 2 tiếng à. Cái nhà thờ quay kia đó, nhà thờ đó, nhà công giáo đó. Tiến đi nhà thờ đó hả? Không, nhà thờ kia, nhà thờ Big Shop á, ngay đây đi qua đó. Biết sao mà. Còn đi cộng đồng Việt Nam này thì nó thở trên kia trên núi rồi. Giờ tao nói thẳng năm tiếng. Ừ. Tao qua mày rồi á là bắt buộc mày phải qua tao vậy thôi. Bắt buộc mày qua tao rồi. Tao đâu bắt được qua tao đâu, bởi vì mình tao qua mày. Tự nguyện qua. Tự nguyện qua. Đúng không anh Tiến? Tự nguyện qua giờ bắt tao bắt được. Dạ. Chứ không đợi 28 năm sau, 26 năm sau qua nha. Không đợi. Đi trước. Không có đợi nữa. Kêu ông anh 2 giờ mấy con rồi? Hai có một đứa à? À vậy hả? Mấy bao tuổi rồi? À nó lớn rồi, nó có vợ mà giờ nó qua anh Úc nó ở rồi. Ồ có Úc rồi hả? Lâu dạ. Chưa? Qua 2 năm rồi. Vậy hả? Nó đi làm gì? Nó đi theo diện đi làm á. Giờ xin lỗi mày Tiến này, tao nói hỏi mày. Tao nói trong máy luôn. Một đứa mà nó có trình độ cử nhân như thằng ấy, cử nhân về ngành điện tử. Kỹ sư ngành điện tử. Bây giờ bỏ đi qua kia làm lao động. Vậy hả? Mày thấy không? Mà cái đất nước gì mà thấy nó làm ở Việt Nam mà nó là lương lậu khá không? Mấy ngàn một tháng đó. Mấy ngàn đô hả? Dạ. Wow.
nhưng mà nó bỏ nó đi qua Úc rồi. Ừ. Dạ. Giờ nó bỏ Úc nó để làm gì? Nó cũng làm trong mấy cái hãng á. À, nhưng mà lương dạ, khá không? Lương dạ, khá không? Dạ cũng ok lắm. Thấy nó cũng khá rồi đó. Biết sao không? Cái đó là cái chọn này, cái đó là cái lối thoát duy nhất, khỏe nhất. Dạ. Biết sao không? Bởi Việt Nam mà mình trước sau thì cũng tiêu hết, nó thẳng như vậy. Chứ gì tiêu hết vì dân á. Không? Nó khá lắm. Rồi mấy hồi 2000 2005 gì đó thì nó ông già nó đau nó gần chết rồi nó phải ông già nó bảo lãnh mà thành ra nó tính nó không có đi nó tính không có đi thì ông già nó giờ phải đưa mấy cháu sang này chứ để cháu về sau này tụi nó đi học hành này chứ đó thì ông già đi sống được mấy năm thì ông ấy chết này nha thì nó bỏ cái tài sản của nó ở Việt Nam bây giờ tiêu thoáng thỏng hết tiêu hết nếu mà nó đi từ hồi đó mà nó mang hết đi tài sản đó thì nó khỏe cái này mình thấy ở Tây Nguyên không đó trùng trùng điệp không đó ở Tây Nguyên này. đây là thổ địa của tiến có cái món gì đó đổ tài hết chiều gì mà, bí hiểm lôi ra hết đó. Cái con đường ở đây này nó mới bị cháy cái này nó mới cháy cách đây khoảng hơn tháng này. 3 người chết, mẹ mười mấy người bị thương. Sao nó cháy? Không hiểu thì chạm điện hay là mẹ nấu cơm mới quên rồi chưa? Đó là nhà người ta ở chung cư. Đấy ở chung cư mà. Ở chung cư mà. Nhưng cháy hết mấy căn á. Đây cảnh nhất nhất á, mấy năm trước hồi tôi ra đó nó đâu có khi được kẹt xe đâu. Bây giờ ngày kẹt 3 buổi. Ta đông ra đông nhiều quá rồi chứ. Ai ta cũng ra ngoài ta mua được nhà và cửa ngoài lại hết. Việt Nam bi là nhiều tàu nhiều lắm. Ở tiếng Nhật. Khí hậu đây nó giống như nó không có lạnh, nó khắc nghiệt. Mà nóng thì cũng không nóng. Không có nóng, đây không có nóng. Đây không có nóng. Vậy. Nhưng mà đây người Mỹ trắng nhiều không hay là Á Châu nhiều? Á Châu nhiều. 90% là Á Châu không á. Korean rồi Nhật, thấy không? Rồi Philippines này kia, chả đủ thứ hết. Á Châu nhiều nhất á, Thái Lan này kia, chưa? Campuchia, Lào, mỗi cổ là dắt dõi cổ chạy hết rồi. Thằng nào có tiền thì chạy nó chạy trước. Nhưng mà chắc không ai nào dám vô tàu đâu. Nói nước một người đất Mỹ nó có những cái khó khăn nhưng nó vẫn là số 1 ở thế nào. Hilton này lớn lắm, Hilton thì không có Hilton tới 6-7 cái thau rồi. Đến chỗ nào mày chịu khó mày nói rồi mày tiếng được người ta coi video này ta biết ở chỗ nào. Chừng nào cái ta kiếm mày ở đây cái tên đường nó như cái nó đồng nó giống tiếng Nhật. Tên Hawaii không á, tên Hawaii không á. Kaha là đúng. Đúng, tên Hawaii không á. Nói vài câu tiếng Hawaii. Thôi, tiếng... ta đều học thuộc tiếng Hawaii đó. Ở đây tiếng Hawaii tiếng Hawaii là khác nữa hả? Hawaii khác, nó có ngôn ngữ riêng của nó chứ. Văn hóa riêng của nó hết á. Em tưởng nó tiếng Anh. Không. Ông đôi khi nó chửi mình biết chứ. Con cháu nó bây giờ nó tiếng Anh. Bây giờ cái tiếng mà của nước ngoài là tiếng Anh nó là tiếng chính thức rồi nhá. Còn nó như tiếng phụ thôi. Nhưng mà tiếng Hawaii là ít người ta sử dụng lắm. Nó giống như từ ngữ rồi. Là nó chỉ dùng ở đây thôi. Ở đây thôi, đúng rồi. Tại tao phải off cái phone này. Mày chắc tiếng Anh mày khá lắm. Tại vì tiếng Pháp khá đó, tiếng Anh tự nhiên nó cũng đỡ. Bây giờ lớn bây giờ tuổi, quên hết rồi tiếng này. Đúng rồi, quên hết rồi. Nói cái basic thôi. Nhớ cái ông gì rồi, ông gì sao ông lên cha đó, ông làm giám đốc của Đắc Lộ, ông chết rồi. Cha Hán. Cha Hán, cha Hán, đúng rồi. Chết mấy năm nay. Cha Hán này, cha Tường rồi ông cha Chiến hình như. Cha Chiến còn, Khu Văn Côi.
ông Trác, ông Trác chết rồi. Trác chết lâu rồi. Trác mới kêu ông gì mà phải già mà thọt thọt đó, ông gì đó quên rồi, ông ấy, biết ông rồi. Gì đó, ông chết rồi. Phán. Ông Phán hả? Ừ. Cái đám đó chết lâu lắm rồi. Còn ông cha Hán cũng 17 chết hả? Chết lâu rồi, ông chết cũng khoảng cũng 7-8 năm nay có chứ không biết đâu. Ông cha Hán với ông cha Chiến là cùng một lứa nhau đó. Ừ. Ông cha Chiến bây giờ vẫn là sứ Văn Côi đó. Bây giờ ông cha Đài làm giám đốc rồi. Đây à? Ừ. Sao bên này rảnh nhỉ? Em ta tu đó, tu hội á. Hội à? Em gái em trai? Trai chứ, tu hội á. Ủa vậy mày không coi đứa em trai đi tu à? Đi tu nó ở biển ở Plau á, nó coi ở Plau đó coi. Nghe nói sắp trở làm cha à? Trước à? Bị ta tưởng cái đợt phía trước nó ấy mà sau này đức cha không chưa gửi. Ở đông lắm, mà đông lắm, biết được người đâu mà ra đông khủng khiếp luôn nha. Mua xuống Canada, Úc kia nó sang đây nó mua nhà này này. Xe đạp trước giống xe đạp của anh. Bởi trong cái bài báo gì nói hãy trả cho tôi tuổi thơ đó. Tuổi thơ ở Việt Nam mà tối ngày đi học thêm, học kèm không mà. Bên đây đâu có học gì. Nó xanh nè. Đây đi đường này, đường sông Kinh này thấy không? Đường sông Kinh ở đây. À, đường 18 xe. Nói chơi với ông Lê Xuân Quý cho ông chết rồi mày. Biết rồi, tôi nghe đây nói. Ông này hình như bên ấy hả, bên San Jose hả? San Jose. Cái đâu phải có tiền đó, đó là một hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là mình trong cái tâm thần của mình nó hoan lạc, lúc nào cảm thấy nó cũng yêu đời. Thấy không? Thấy cái gì nó cũng ở hết chứ bây giờ. Mà giàu có đầy ngồi trên túp tiền nhưng mà nhiều khi bệnh hoạn đau thì đau khổ lắm. Ông thấy giống như ở Việt Nam người ta làm nhà nông á, thấy không, là kiểu lực điền á. Mày giờ dụ mày ăn gạo nước đuối mày cảm thấy không có cái đó là đủ rồi, mày tốt, thấy không? Chứ giờ mà ăn cao lương quý vị là nó cũng cảm thấy ủa cái này chắc nó kêu